Mời quý vị nghe tiếp phần 4. Nàng công nữ Ngọc Vạn, tiểu thuyết giã sử của nhà văn Ngô Viết Trọng. Ba chiếc thuyền của quan phó tướng Nguyễn Hữu Vinh đã được sắp đặt sẵn. Ông định giữa giờ Thân, trời khá mát thì xuất hành. Trời sáng trăng, thuyền đi đêm càng tuyệt. Chị em Ngọc Vạn vì quá nôn nao háo hức nên đã chuẩn bị xong mọi việc sớm hơn nhiều. Giữa lúc ánh mặt trời còn gay gắt, các cô đã lăng xăng cùng với Vũ Minh Nguyệt và đám người hầu lên xe ngựa ra bến đò Dinh Cát. Bến đò vẫn tấp nập thương thuyền ngoại quốc ra vào như mọi ngày. Thấy có hai cỗ xe ngựa chở những người khách sang trọng đến, lũ trẻ reo lên: "Xe quan lớn đến, xe quan lớn đến." Mấy người đang túc trực ở thuyền nghe thế, lật đật chạy ra đón tiếp. "Kính chào quý công nữ." Biết đó là người của vương phủ, người nhà của quan phó tướng bồn vã chào hỏi và bưng sách dùm đồ đạc lên thuyền. Bố Minh Nguyệt tươi cười hỏi: "Chúng tôi đến sớm quá phải không?" "Thưa Mặc Mẫu và vợ chồng phò mã chưa đến, nhưng anh em công tử Đình Huy lại đến lâu rồi." Công nữ Ngọc Vạn nghe như vậy ngạc nhiên hỏi: "Các công tử nào thế?" "Dạ thưa công nữ, đó là hai anh em họ Trần, cháu gọi Mặc Mẫu bằng cô ruột. Hôm nay Mặc Mẫu gọi họ cùng đi chơi cho vui." Ngọc Vạn đã từng nghe Mặc Mẫu có hai người cháu gọi bằng cô. Người cháu lớn khá nổi tiếng về văn chương. Nàng nhớ loáng thoáng, hình như chàng trai này có tên trong số những thiếu niên mà phụ vương nàng từng nhắc đến, như một ứng viên để ngài kén rể. Nàng tò mò muốn gặp một lần cho biết hư thật về tiếng đồn. Ở Thuận Hóa bấy giờ, hạng vương tôn công tử khá nhiều, nhưng rất ít ai nổi tiếng về mặt nào. Đình Huy là người ra sao? Chàng ta cũng đi chơi trong chuyến ấy, sao chị Ngọc Liên lại không nói cho chị em nàng biết trước? Dầu sao, hôm nay nàng cũng sẽ gặp chàng, coi như một danh sĩ, đó cũng là một điều thú vị. Công nữ vừa nghĩ đến đây, bỗng nghe một giọng thanh niên nói: "Tiểu sinh xin kính chào quý công nữ." Trước mặt Ngọc Vạn là một thanh niên cao lớn, rắn chắc, gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ, với cặp mắt nhung sáng ngời, linh hoạt khác thường. "Chàng đấy ư?" Theo như bọn người nhà Mặc Mẫu nói, ở đây chỉ có hai công tử họ Trần tới trước. Vậy nếu không phải công tử họ Trần thì là ai? Ngọc Vạn cứ e mình nghĩ không đúng. Trong đầu nàng, Đinh Ninh Trần công tử là một thư sinh mảnh khảnh, trói gà không chặt. Ai ngờ chàng lại hoàn toàn tương phản thế này. Ngọc Vạn nhỏ nhẹ đáp lễ: "Chào thầy, chắc thầy đây là Trần công tử." "Không dám, tiểu sinh tên gọi là Trần Đình Huy." Ngọc Vạn nhìn chàng thanh niên với ánh mắt đầy thiện cảm. Hân hạnh được biết công tử. Công tử khiêm nhường quá. Danh tiếng của công tử ở đất Thuận Hóa này thật đã nổi như cồn. Công nữ quá khen, làm tiểu sinh thêm thẹn. Thật ra tiểu sinh chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng, đâu có gì đáng kể. Đình Huy vừa chỉnh lại tấm ván bắc từ bờ sông qua thuyền cho mấy công nữ bước lên, vừa liếc nhìn cô gái. Chàng thầm nghĩ, đúng là trang quốc sắc, có một không hai. Hân hạnh thay cho anh chàng nào được chọn làm phò mã. Chiếc thuyền này phó tướng dành cho quý công nữ,
xin cẩn thận khi bước lên kẻo trượt té. Mời quý công nữ vào trong nghỉ kẻo trời còn nắng quá. Các công nữ đều nhìn vào chiếc thuyền, nhưng không cô nào vội bước lên. Ngọc Vạn hỏi Đình Huy, thế Mạc Mẫu và vợ chồng phò mã đi chiếc nào? Chiếc kia, thưa công nữ, còn anh em tôi sẽ đi cùng thuyền với mấy chú lính. Đình Huy vừa chỉ chiếc thuyền đậu kế cận vừa đáp. Mọi người cùng đứng nhìn cảnh sinh hoạt tấp nập của bến đò. Khách thương ngoại quốc cũng khá nhiều. Có cả ít người da trắng lẫn da đen, ăn mặc rất lạ mắt. Chỗ này chuyển hàng lên, chỗ kia đưa hàng xuống, ngựa xe lui tới nhộn nhịp. Công nữ Ngọc Khoa nhìn quanh một hồi rồi nói, cảnh sinh hoạt ở bến đò nhộn nhịp quá, đi buôn xa chắc vui lắm, em thấy người khách buôn nào cũng luôn tươi cười. Nghe câu nói ngộ nghĩnh của em, Ngọc Vạn nói, thương nhân có cái thú được đi đây đi đó, có nhiều cơ hội tới được những xứ sở xa lạ, tìm được những món hàng hiếm quý. Nhưng không phải lúc nào đời họ cũng vui sướng như thế đâu. Biết bao người vì ham làm giàu ở phương xa mà bỏ bê gia đình để xảy ra chuyện tệ hại. Có lúc phải ôm vàng mà khóc. Lại nữa, không phải chuyến buôn nào cũng ôm lợi về cả đâu. Nào khi tàu đắm chìm hàng, nào khi gặp giặc giã, cướp bóc, nào khi đau ốm dọc đường không người thân chăm sóc, nào khi xuân về Tết đến, nằm nơi quán trọ, thèm khát cảnh ấm cúng, gia đình. Thương nhân cũng lắm lúc buồn khổ lắm chứ em. Đình Huy nghe công nữ Ngọc Vạn nói chuyện, có vẻ hay hay, cũng định góp chuyện cho vui. Nhưng chàng chưa kịp mở lời, Mạc Mẫu và vợ chồng phò mã Hữu Vinh đến, bèn thôi. Thế là ai nấy chuẩn bị lên đường. Cuộc hành trình bắt đầu tương đối êm xuôi, nhưng khi thuyền từ cửa Việt men theo Duyên Hải để vào tới cửa Thuận An, đoàn người khá mệt. Dù thuận buồm xuôi gió, chỉ đoạn đường biển giữa hai cửa sông ấy, thuyền cũng đi mất hơn 2 ngày 2 đêm. Đến trưa ngày 14, thuyền đến địa phận Hương Phố. Phó tướng Hữu Vinh cho biết thuyền sẽ ghé bến khá lâu, để mọi người có thể lên chợ mua sắm thêm thức ăn, đồ đạc và một số sinh vật để thả, phóng sinh. Ai nấy đều hân hoan vì ngồi liền trên thuyền, đã hơn 2 ngày cũng khá chán. Hương Phố bấy giờ được coi như một thị trấn nhỏ, dân cư vùng này khá đông đúc, đa số sống nghề nông. Gần bến đò có một ngôi chợ khá lớn, đây là địa điểm dân chúng các thôn ấp, dọc hai bên sông Kim Trà, thường ngày tới lui mua bán. Thỉnh thoảng, thuyền buôn nước ngoài cũng ghé lại nơi này để trao đổi hàng hóa. Thuyền thường đậu cả hai bên bờ trên một đoạn sông khá dài. Vừa bước chân ra khỏi thuyền, mọi người đều đứng sững lại. Một tòa thuyền hoa trang trí lộng lẫy lồ lộ trước mắt họ. Tòa thuyền hoa được tạo bởi 3 con thuyền lớn đặt song song, dùng dây thừng kết lại với nhau. Người ta lát ván ở mặt trên thuyền tạo thành một cái sàn hình chữ nhật khá rộng. Chung quanh sàn lại đóng một cái khung bằng gỗ. Bên trên khung căng mấy tấm vải lớn làm mui. Trung tâm sàn dựng một cây gỗ cao, chống giữa mui thuyền, tạo thành một hình chóp có 4 mái hình tam giác. Phần dưới thì đóng một thành lan can để người trên thuyền có thể dựa vịn. Các góc cạnh trên mái đều được căng dây, để treo hoa giấy nhiều màu sắc khác nhau. Khung thành cũng được căng dây để kết hoa, cùng treo lồng đèn trang trí đẹp mắt vô cùng. Nhiều người địa phương, phần đông là trẻ con, đang đứng gần đó, ngắm nhìn say sưa. Có 2 người lính lui tới canh chừng, không cho người nào lại gần thuyền quá.
Trong khi mọi người đang đứng xem, phò mã Nguyễn Hữu Vinh bước đến nói chuyện với hai người lính. Sau đó ông trở lại nói với những người cùng đi. Thôi, chúng ta ai muốn lên chợ thì đi, ai không thích thì đi dạo quanh bến đò, ai mệt thì trở vào thuyền nghỉ. Ai cũng muốn lên chợ một vòng cho biết. Công nữ Ngọc Khoa tuy quay bước đi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tòa thuyền hoa, luyến tiếc hỏi: không biết đây là thuyền của ai nhỉ? Nếu chúng ta được đi chơi bằng thuyền này thì tuyệt biết mấy. Phó tướng Nguyễn Hữu Vinh cười: của ai cũng như của mình. Còn đó, chợ Hương Phố cũng đẹp lắm, mà gần đây thôi, chúng ta có thể đi bộ được. Giờ ta hãy đi xem chợ và mua sắm cho kịp, rồi chốc nữa trở lại nhìn ngắm sau cũng không muộn. Nói rồi phó tướng đi trước và mọi người cùng theo. Họ vừa đi vừa trầm trồ bình phẩm về tòa thuyền lầu. Đến chợ, các công nữ rảo quanh xem hàng, ra vẻ thích thú lắm. Đây là lần đầu trong đời các cô bước chân vào chợ, nên cái gì đối với các cô cũng lạ mắt. Dân chúng đang mua bán, biết đây là những người quyền quý, từ dinh cắt đến, nên đều tò mò nhìn theo họ. Ngọc Khoa thấy vậy lo sợ hỏi: chị Ngọc Vạn à, sao nhiều người cứ nhìn chị em mình? Em ngại quá, có khi nào họ tấn công mình không chị? Ngọc Vạn cười: ai mà dám vuốt râu hùm chứ. Em cứ yên chí đi, xem chợ cho đã con mắt. Chúng ta không dễ gì, còn dịp khác để đi thế này đâu. Ngọc Đỉnh lại nói: cái gì ở đây cũng hay hay hấp dẫn cả. Nhưng không hiểu sao, lại có cái mùi gì hơi khó chịu, làm em buồn nôn chị ạ. Ngọc Vạn nói: chị cũng thấy vậy, nhưng không hiểu mùi gì. Đình Huy giải thích: đó là mùi cá ươn, do nước nhớt dãi từ thân cá bị khô đi bốc hơi mà gây nên. Nó thường phát sinh từ hàng cá. Quý công nữ không mấy khi đến chợ nên thấy khó chịu, chứ đối với dân chúng, mùi này họ quen lắm. Trong khi vợ chồng phò mã Hữu Vinh, các công nữ và anh em Đình Huy đi xem chợ, thì Mặc Mẫu dẫn những người hầu tìm lựa mua các con vật sống để đem về chờ phóng sinh. Khoảng nửa chiều, đoàn du khách trở về thuyền. Phò mã Hữu Vinh vui vẻ nói với mọi người: bây giờ ai muốn đi chùa Thiên Mụ bằng chiếc thuyền hoa kia? Mọi người nhao nhao lên: ai lại không muốn chứ? Phò mã tươi cười nói tiếp: vậy chúng ta có thể mang đồ đạc của mình sang thuyền hoa. Mọi người đều ngạc nhiên, ngỡ là phò mã nói đùa. Thật đấy, phò mã quay sang mấy người hầu: các ngươi hãy chuyển đồ đạc sang thuyền hoa đi. Khi ấy mọi người mới biết đó là thuyền hoa do phò mã cậy người lo sẵn. Ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Sau đó, phò mã tự mình lo sắp đặt cẩn thận chỗ nghỉ trên thuyền cho mọi người. Phò mã cũng phân chia đám lính và những người hầu, ai lo việc nấy hẳn hoi. Ông quyết định cho thuyền khởi hành vào giờ tốt. Lúc gần tối, phò mã cho thắp các lồng đèn lên một loạt. Cả chiếc thuyền hoa với bao nhiêu hoa giấy đủ màu, với ánh trăng rọi xuống, với ánh lửa lập lòe trong các lồng đèn, cùng ánh nước sông phản chiếu lẫn nhau, tạo thành một khối ánh sáng đẹp tuyệt vời. Dân địa phương chen chúc nhau đến xem đông lắm. Phò mã dùng cả thầy 20 người lính thay nhau chèo. Ông còn cho bọn lính dùng riêng một chiếc thuyền khác để họ chở đồ đạc và làm chỗ nghỉ. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc, trời cao sao thưa, thuyền đi rất thong thả. Không khí trên sông mát mẻ lạ thường. Các thứ hoa hai bên bờ về đêm tỏa hương ngăn ngát. Khách trên thuyền cảm thấy ngây ngất dễ chịu, tưởng chừng như đang lạc vào chốn đào nguyên. Cả một dòng sông Kim Trà về đêm hình như chứa toàn mùi hương. Có lẽ đó là lý do
khiến về sau người ta đổi tên nó thành ra sông Hương Chăn. Người trên thuyền mặc dầu đều thức xuyên đêm, nhưng ai cũng rất tỉnh táo. Trăng quá sáng lại thêm tiếng khua động của mái chèo, làm một số chim thú hai bên bờ ngỡ trời sáng thật, thức dậy sinh hoạt xôn xao. Tiếng gà rừng gáy, tiếng sóc kêu, tiếng vượn hú hai bên bờ tạo thành một âm thanh chan hòa nghe thật vui tai. Thình lình, Đình Vũ kêu lớn: "Anh Huy này, giống ông voi đang uống nước kia kìa." Mọi người đều nhìn theo tay chỉ của Vũ. Đó là một khối đá lớn đen thùi lùi, nằm sát bờ có hình dạng như một con voi đang cúi đầu xuống nước thật. Ngọc Vạn nói: "Tảng đá lớn đó, chứ voi gì mà voi." Mặc Mẫu hoảng hốt xuýt xoa: "Các cháu đừng nói mấy tiếng đó, không nên. Phải gọi là mệ mới được. Đây là giang sơn của các bọ, các mệ. Các cháu phải biết nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Nếu không biết kiêng cữ, tai vạ có thể đến liền. Cháu phải nhớ nghe không Vụ?" Rồi Mạc Mẫu lầm thầm khấn: "Lạy các bọ, các mệ, các cháu trẻ người non dạ, lỡ lời xúc phạm, xin các bọ, các mệ bỏ qua cho." Đình Vụ nghe cô nói thì sợ im thin thít. Quan phó tướng lặng lẽ mỉm cười. Những người khác đều có vẻ ngạc nhiên vì những lời của Mạc Mẫu. Không dằn được tính tò mò, Ngọc Vạn nói: "Xin phu nhân nói rõ, cái gì là mệ, cái gì là bọ, cho chúng cháu biết với." Mạc Mẫu ra vẻ bất đắc dĩ phải giải thích. Những người đi rừng lúc nào cũng phải biết thân phận nhỏ nhoi của mình. Họ tuyệt đối tôn trọng luật rừng. Cần cái gì cũng phải van vái xin được mới lấy. Không bao giờ dám tham lam lấy cắp. Dù gặp của quý như trầm hương quế chi, cũng chỉ lấy vừa phải, không được ham hố lấy nhiều. Nếu bất tuân, thần rừng sẽ phạt như lấy lại của bằng cách xui khiến bệnh hoạn. Đôi khi nặng lắm, có khi hại đến tính mạng. Ngoài ra, người đi rừng phải tôn trọng những vị thay mặt thần rừng để cai quản muôn vật. Đó là các vị mà ta gọi là bọ và mệ. Bọ là cái ngài trông giống loài mèo nhưng to lớn và khỏe hơn mèo vạn lần. Ngài bọ có thể bắt bất cứ loại thú nào, có khi bắt cả người nữa, giống như mèo bắt chuột để ăn thịt vậy. Ngài bọ cũng có thể vật ngã một con trâu lớn hơn ngài nhiều và dùng vuốt móc yết hầu làm con trâu chết tức khắc. Người đời còn gọi các bọ là ông Hùm, ông Ba Mươi, chứ không dám gọi tên thật. Còn mệ là cái ngài lớn hơn cả những con trâu lớn nhất, có sức mạnh vô cùng. Các mệ có thể dùng vòi vít trúc gốc những cây rất lớn trong rừng. Gặp cây gốc quá cứng, các mệ cùng nhau xuống suối dùng vòi hút lấy nước đem lên tưới gốc cho đất mềm ra, rồi dùng vòi vít cành. Các mẹ đã muốn vít thì cây lớn tới mức nào rồi cũng phải đổ. Xúc phạm đến các bọ các mẹ, để các bọ các mẹ giận lên, coi như rồi đời. Ngọc Vạn chăm chú nghe có vẻ lý thú. Đình Huy cũng gật gật cười cười. Đình Vụ thấy cô không còn làm nghiêm với mình nữa thì thưa: "Bây giờ thả rùa thả cá xuống nước được chưa cô?" Phò Mã Hữu Vinh thay mẹ trả lời: "Chưa được đâu, mình phải đợi đến chùa Thiên Mụ, thuyền cập gần bờ mới nên thả. Cá rùa đều đã bị nhốt nhiều ngày, rất yếu sức. Nếu thả xuống nước sâu, dễ bị đồng loại ở sẵn nơi đây tấn công, chúng sẽ không đủ sức chịu nổi." "Thế thả chim được chưa?" "Cũng chưa nên, đợi trời sáng hẳn đã. Thả bây giờ ra ngoài trời chúng có thể yếu sức chưa bay xa được. Lại nhá nhem, đậu nhầm những chỗ không an toàn, dễ bị loài chim giữ, rất sáng mắt như chim cú,
chim cắt, hoặc chồn chuột làm hại chúng mất. Đỉnh Huy nói đùa. Bây giờ tất cả thú rừng ở vùng này hẳn ngạc nhiên khi thấy một khối sáng khổng lồ đang lù lù đi ngược dòng sông. Chắc chúng thắc mắc hỏi nhau cái khối gì mà đẹp đến thế nhỉ? Ngọc Vạn nói, có con sẽ nói đây là một ngôi sao trên trời rơi xuống. Phỏ Mã Hữu Vinh nghe thế cũng cười đùa, nhưng một con thú thông minh nhất sẽ trả lời. Cái khối ấy sở dĩ sáng đẹp như thế là nhờ trên đó hiện có một nàng tiên và một thiên thần. Đình Vũ ngây thơ nói, phải rồi, đối với các giống thú, người mình là tiên là thiên thần hết thảy. Phỏ Mã cười lớn, em chưa thể hiểu về chuyện tiên thần đâu. Em có biết rằng tiên và vị thiên thần trên thuyền hiện giờ là ai không? Phải đợi khi em lớn như anh Đình Huy rồi hãy bàn chuyện này, phải không Đình Huy? Phỏ Mã nói xong lại nhìn Đình Huy mà cười. Mạc Mẫu nghe thấy như thế cũng cười thầm, nhưng những người khác có vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu. Quý vị vừa nghe xong phần 4 tiểu thuyết Giã Sử Nàng Công Nữ Ngọc Vạn của nhà văn Ngô Viết Trọng. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.